Xin kính chào tất cả mọi người nha. Thì hiện mình đang có mặt tại Bảo tàng Quang Trung, tọa lạc tại thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Là một trong những cái bảo tàng có lịch sử khá là lâu. Và nơi đây cũng là cái quê hương của ba anh em nhà Tây Sơn. Thì hôm nay mình sẽ review cái khu vực này và mời mọi người cùng khám phá đôi nét chút về đôi nét về cái bảo tàng Quang Trung nha. Đây là cái đường giữa cái sân của bảo tàng Quang Trung đây các bạn. Đây mình đang di chuyển vào bên trong cái trung tâm của cái bảo tàng Quang Trung. Khu vực ở ngoài này thì cảnh quan thì nó cũng tương đối là rộng. Hai bên thì người ta xây dựng, người ta trồng cây cối rất là nhiều, nhìn nó cũng khá là mát mẻ. Phía ngoài này, bên này thì người ta cũng xây dựng có hai cái tòa nhà này. Tòa nhà nó trưng bày rồi. Càng tiến vào xít bên trong trung tâm thì khí hậu nó mát mẻ hơn, bởi vì trong này nó nhiều cây cối, nhưng mà nhiều cây cối nó mát. Hôm nay là ngày Chủ nhật đó, cũng đồng thời cũng là ngày 13, mùng 13 đó. Thì có vẻ thì khách đến đây thì có vẻ nó vắng không hả? Vắng. Thường thì khách đến đây là khách ở xa, không nha, khách du lịch. Người ta tìm hiểu về lịch sử ở khu vực này đó. Lịch sử chủ yếu là quay quanh vấn đề phong trào Tây Sơn. Đây là cái cây cầu các bạn, cây cầu trước khi đã bước vào cái sảnh chính của bảo tàng đó. Đây nó có một cái cây cầu, trước kia cây cầu này nó nhỏ đơn giản, nhưng bữa nay hiện nay thì những năm gần đây thì người ta xây dựng cái cây cầu này nó cũng rất là tươm tất đó, tuy nó cũng không cầu kỳ lắm. Và cái bảo tàng này ở khu phía trong này thì vòng quanh cái khu phía trong này thì nó có một cái con sông nhỏ, nghĩa là người ta đào cái con cái kênh nước cũng rất đẹp các bạn. Đây đi vào bên trong.
Rồi, đây là cái bức cái tượng này, tượng chính là tượng vua Quang Trung. À, tượng chính nằm trước cái sân cái sảnh chính của bảo tàng Quang Trung. Đây là cái khu chính của bảo tàng Quang Trung nè. Khu này là xây dựng trước tiên từ lúc mà khai lập cái bảo tàng này á, thì khu này là khu chính á. Rồi mình tiến vào bên trong xem. Đây là tượng của ba anh em nhà Tây Sơn ha. Tượng này chắc bằng đồng ha. Trong này là phòng trưng bày, xem phòng trưng bày. Phòng trưng bày nó còn cái bộ trang phục ra không? Áo mà áo con đai. Áo của vua Quang Trung à. Rồi, qua phòng tiếp nha, phòng bên trong này. Trong này chủ yếu là trưng các cái bức ảnh và những cái tài liệu dạng như là thư tịch cổ này, không những tài liệu này bằng ngôn ngữ chữ Hán thôi hay sao. Trên có những bức hình trứng đen. Thank you.
trưng bày những cái đồng tiền cổ, đồng tiền xưa. Đây là có một cái khu nằm giữa, nằm ở giữa cái khu chính của bảo tàng. Đây là cái công viên có mấy cái ngọn núi thôi. Đây những cái khẩu súng thần công, thần cơ thần công. Rồi xét hết rồi. Trong cái phòng này thì nó khá nhiều những bức tranh lớn, bức tranh nói về chiến trận của nghĩa quân Tây Sơn. Rất nhiều bức tranh to. Này đúng. Quá lớn luôn. Đỉnh đều lên. Đây là cái loại súng. Này là những cái chiếc kiếm đó. Kiếm xưa xét hết rồi, kiếm sắt. Đây là những cái những viên đạn, loại đạn này, đạn của súng thần công, súng thần cơ. Quang cảnh ở phía trước cái sảnh khu chính của bảo tàng.
Đây là cái cây me nha các bạn. Cây me đây có lịch sử từ mấy trăm năm. Cây me này, trước đây cây me nó xum xuê lắm. Trước đây mình có đến đây 20 mấy năm trước. Hiện nay thì người ta xây dựng nhiều nhưng mà người ta cũng cắt tỉa đi rồi. Me cổ thụ. Đó. Và cây me này là một trong cái cây còn giữ lại, nó nằm ở trong cái vườn, vườn của gia đình của ba anh em nhà Tây Sơn. Đó. Đây là cái cây me. Rồi tiếp mình đến mình xem cái đây cái giếng nha. Cái giếng nó cách cây me nó khoảng 50 mét nha, cũng nằm trong cái vườn của nhà, khu vườn của ba anh em nhà Tây Sơn. Đây là cái giếng này. Đây. Lấy cái tay bấm lại. Lấy hai tay bấm lại. Lấy hai cái tay bấm xuống nó đẹp chứ không? Giếng này làm bằng đá ong thời xưa. Bấm hai cái tay này. Ba trăm năm. Dũng gì bác? Lọc đây là không phải mặt dưới mà chứ. Nó hơi tối. Đây cái thấp có bóng điện, cái bóng đèn chiếu xuống là thấy rõ. Nước đây nó quanh năm à. Thì chú voi là voi của nghĩa quân Tây Sơn. Tượng binh. Bên này một chú voi, hai bên hai chú voi. Hôm nay thì khách đến bảo tàng nó rất ít nha các bạn. Không có đông đúc. Không biết trước kia thì lượng khách đến đây có đông hay không, nhưng mà những năm trở lại đây thì có vẻ là thấy hơi ít. Rồi tiếp tục mình đi dạo dạo tiếp. Đi ra đây mình xem cái hồ này. Phía sau nó cũng có một cái hồ. Đây nó cũng có một cái hồ. Đây cái hồ phía bên cạnh đằng trước gần cái cổng, gần cái cầu đi vào trung tâm của cái bảo tàng. Quang cảnh này cũng khá là đẹp.
cảnh quan cũng đẹp nhưng mà người thì ít, thưa thớt. Hình như những năm gần đây khách thập phương, khách du lịch, người ta đi du lịch người ta cũng ít đến những cái gọi là di tích lịch sử, nhưng mà người ta lại đến những cái khu gọi là du lịch tâm linh tập trung nhiều hơn, hoặc là các cái khu du lịch sinh thái. Và phía trong vườn này nó cũng có một cái nhà sàn nha, nhà rông, có nhà rông. Đó, cái nhà rông đây là cái nhà chung của người đồng bào. Ở đây người ta xây dựng cũng khá đẹp nha. Chắc có tốn tiền lắm đây.